Nếu bạn là một fan chân chính của những miếng tóp mỡ giòn giòn thơm ngon và béo ngậy thì trong bếp nhà bạn hôm nay sẽ có món tóp mỡ rim mắm tỏi. Để làm được miếng tóp mỡ thơm ngon thì cả nhà hãy chọn mua một miếng mỡ đầu giòn hoặc là mỡ gáy. Phần này có lớp mỡ dày, giòn và đan xen một chút xíu thịt nạc nên khi làm tóp mỡ sẽ rất ngon miệng. Sau đó là chuẩn bị thêm một chút hành tỏi và ớt rồi bằm nhỏ tất cả ra. Phần nước sốt rim sẽ khá đơn giản với những nguyên liệu thường có trong bếp của tất cả mọi người, đó chính là nước mắm, đường, giấm, tương ớt, tiêu, trộn đều hết lên và quay ra làm tóp mỡ thôi nào. Cắt tóp mỡ thành những miếng dày khoảng 1,5cm và việc còn lại của chúng ta là rang tóp mỡ lên, đảo nhỏ lửa thôi nhá để phần mỡ cứng chuyển sang dạng mỡ lỏng. Với những kiểu món ăn cần lửa liu riu và đều nhiệt như này thì mình khá thích sử dụng bếp từ. Dành cho bạn nào chưa biết về bếp từ và cơ chế hoạt động của nó thì bếp từ có nguyên lý hoạt động như sau. Dòng điện sẽ chạy qua cuộn dây đồng đặt dưới mặt kính bếp và sinh ra dòng từ trường trong phạm vi vài mm trên mặt bếp. Từ đó đun nóng xong nồi có đế nhiễm từ làm chín thức ăn, và chính vì làm nóng đáy nồi chứ không phải qua tiếp xúc nhiệt nên mặt kính không bao giờ bị nóng và cực kỳ an toàn khi sử dụng. Khi tóp mỡ đã đạt màu vàng nhạt như thế này thì cả nhà vớt ra để ráo này, bật bếp lớn rồi cho tỏi vào phi thơm nhưng đừng để cháy quá nhá. Cuối cùng là chiên tóp mỡ lần hai. Lần này sẽ chiên căng nhiệt để phần vỏ tóp mỡ giòn và ngon hơn. Tóp mỡ thì nên chiên già và đạt độ giòn xốp, không nên chiên non quá nó sẽ nhanh bị mềm, mà chiên già quá thì sẽ bị cứng. Cuối cùng là cho mắm vào đun sôi lên rồi đổ tóp mỡ vào đảo đều là xong rồi. Món này thì rất ngon miệng, dùng lai dai hoặc là ăn kèm trong bữa cơm đều tuyệt vời cả. Chúc các bạn ngon miệng.